Người nha, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Phong đây. Rồi, hôm nay tiếp tục đến với tập số 5 rồi các bạn. Đi xuống đường vào làng, đi xuống đại lộ. Đi xuống đường vào làng à? Nhưng mà mình không muốn vào làng nữa các bạn ạ. Vào làng lại gặp dân làng với trưởng làng mệt lắm. Thôi, bây giờ xuống đại lộ nhé. Rồi, tôi sẽ đi đằng đại lộ. Ok. Lại 999 đi nhận nữa. Chắc cũng phải vài hôm rồi. Gì cơ? Họ muốn mời tôi lên tivi á. Tôi hỏi ngay bạn bè và họ nói tất cả đều được nhận cùng một tin nhắn. Xem ra đoạn video đó đúng là lan truyền khắp nơi. Chỉ quay lại cho vui thôi mà. Giờ tôi nên làm gì? Đoạn video nào nhỉ? Mình không biết nữa. Có lẽ mình đã bỏ qua một điều gì đấy. Tôi bảo bạn mình sẽ nghĩ thêm một lúc nữa rồi ngừng chat. Đọc sau vậy à, nhiều quá. Để tìm hiểu thứ mình đang tò mò trước cái đã. Đầu óc tôi bắt đầu lơ đễnh khi mở màn hình chat trên điện thoại. Xem nào. Sợi dây thừng có ý nghĩa gì khác không? Ví dụ như là nếu xin ân huệ của tinh linh thì phải đeo nó. Tôi ngồi dưới bóng cây lớn trước cửa tiệm tạp hóa và nhìn đăm đăm vào điện thoại. Tinh linh, dây thừng, chẳng có gì cả. Buff Wiki, ok. Hãng không chỉ làm ra game mà làm ra cả website luôn đấy. Kinh đấy. Không có kết quả. Có lẽ tôi nên thử tìm từng từ riêng. Tinh linh là từ chỉ những sinh linh đã rũ bỏ xác phàm hoặc thực thể đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Mặc dù từ này có ý nghĩa khác nhau tùy theo quốc gia của vùng, với đa số nền văn hóa, tinh linh nhằm chỉ thực thể phiếm thần sinh ra khi một con người rời bỏ cõi đời. Ở châu Á, tinh linh cũng là các thực thể tâm linh xác quyết được vận mệnh con người. Chẳng kích sự gì. Dùng toàn từ khó, nhưng mà lại là thứ căn bản tôi đã biết rồi. Để xem có gì về dây buộc cổ nào. Dây buộc cổ là khái niệm phổ quát nhằm chỉ dây buộc cổ vào động vật hoặc tội phạm để hạn chế khả năng vận động hoặc ngăn chặn chúng. Cái này nghe có vẻ đúng đấy. Phải rồi, mình mong chờ cái quái gì nhỉ? Trên internet cũng chẳng có gì đặc sắc liên quan đến tinh linh. Thế thì tôi có nên hỏi về tình hình của mình không nhỉ? Thôi đừng, chẳng ai biết là sẽ sinh chuyện gì. Tôi tìm thử vài câu hỏi tương tự như như mình nhưng không có kết quả trả về. Được rồi, mình đã tìm hiểu đủ về cái làng này. Tra cứu thử thứ khác xem. Chẳng có gì dùng được. Sao mình gần đây thở dài nhiều vậy? Tôi vào tiệm tạp hóa ngay trước mặt để mua một lon soda. Giá 1.300 won. 205.400 won. Chẳng có gì để làm, chẳng có gì để tiêu. Nhưng nhìn dây buộc cổ đung đưa mỗi khi người ta nói chuyện là mình thấy ghê. Có cảm giác là mình sẽ quen với điều này sau khi đã thấy đủ thứ gần đây. Bà vẫn khỏe chứ cậu? Bà có vẻ bận bịu. Hử? Câu hỏi thẳng thế. Sáng nào thì bà cũng ra ngoài nên là tôi cũng không rõ. À, tôi hiểu. Ừ, bà bận bịu là phải rồi. Lịch bị đẩy lên, đúng không? Lịch nào cơ? Hứng, lễ làng, cậu không biết sao? Có cho tôi hỏi năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Tôi đang học trung học. Trung học, học sinh trung học. Tôi hiểu. Thế thì cũng hợp lý. Dù gì thì gặp lại cậu sau. Ông chủ tiệm tạp hóa vội vàng chào tạm biệt. Có vẻ ông ta muốn tôi đi chỗ khác. Ông ta nói gì vậy nhỉ? Khu này là sao nhỉ? À rồi, tôi nghe thì tiếng máy cày đang tới. Mình đã cố gắng né cái đường đi qua làng rồi mà vẫn gặp các bạn ạ. Không thể né được à? Không thể tránh mặt được à? Có phải trưởng làng không? Người ngồi trên máy cày là trưởng làng. Chà ơi. Ồ, xin chào cậu Ly. Dạo này ta gặp nhau nhiều nhỉ? Cái số rồi. Cậu khỏe chứ?
Chào chú trưởng làng. Trưởng làng chào tôi không hào hứng lắm, mặt mũi ông đỏ bừng và cháy nắng nữa. Thôi mình hỏi thăm sức khỏe như nào. Chú vẫn khỏe chứ? Tốt mà, tốt mà. Cậu quen thuộc cuộc sống thôn quê chưa, cậu Ly? Ngoại trừ việc điện thoại không xài được ra thì vâng, cũng ổn. Phải không thế? Cố xíu thì cũng sống ở đây được. Chú trưởng làng nhận cuộc gọi và đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Úi dồi ôi, mặt nghiêm trọng mà lại. Cậu có bận không? Chúng tôi neo người. Chú trưởng làng vẫn đang nghe điện thoại, xua tay nói không với tôi và cúi đầu chào liên tục xin lỗi. Không không có gì, đừng bận tâm. Tìm người làm việc nông công nhật giờ khó, mà cậu không nên làm việc kiểu đó. Câu nói đó khiến mình hơi khó chịu. Nhưng mà chú trưởng làng, xin lỗi đường đột, nhưng mà có việc gì mà người ta trọng thị nhà cháu vậy? À, hình như có chút hiểu lầm. Không phải thế, chỉ là người nhà Ly có việc riêng phải coi sóc. Chỉ có thế thôi. Người nào việc nấy nên thứ lỗi cho tôi đòi hỏi cậu làm việc không phải của mình nhá. Mà nếu mà tôi nhờ cậu làm việc nông, tôi sẽ phải trả tiền công. Trả công? Chú ấy trả công cháu làm việc nông? Tất nhiên. Cậu nói gì vậy? Giờ là cao điểm vụ gặt, làm một ngày cậu phải kiếm được 200.000 won. Úi dồi, nhiều quá buổi trưa rồi. Mà tôi thì không muốn thuê người ta làm có vài tiếng, không tiện lắm thôi. 200.000 won một ngày làm việc, thế là rất nhiều, phải không? Có vẻ như bạn bè tôi kiếm có 60 hay là 70.000. Ok, thì có việc gì cháu làm được không? Hử? Không, không. Nếu cậu muốn làm thật thì hỏi bà trước nha, tôi không chịu trách nhiệm được. Dù sao thì lỡ mồm nói về việc nhà nông thôi, nên cứ coi như tôi chưa nói gì cả. Hử? Chú ấy căng thẳng, chẳng biết tại sao nhỉ. Có phải bà của cháu là người có tiếng nói ở đây đúng không? Dân làng mà nọ kia, cháu chẳng hiểu gì cả. Mình có hỏi rõ ràng quá không? Hử? Bà Nam à? Cậu không hiểu được là bà đã ra tay làm phước đến mức nào khi tôi mới chuyển về đây đâu. Nhân cách của bà hay của cải, không có bà ở đây thì chúng tôi chẳng sống nổi. Có vẻ ở nhà bà khác phải không? Tất nhiên bà tốt lắm. Dù người khác như thế nào thì bà luôn đối tốt với mình. Nghĩ lại thì là bà chăm sóc mình rất cẩn thận. Ủa mà cậu đang nghĩ gì thế? Mới đang nói chuyện đây mà. À, ồ, cháu đang nghĩ về bà. Cậu biết là làng có tiền mở hội là nhờ bà cả chứ? Không, chẳng biết. Xem ra đúng là bà không nói chuyện đó ở nhà. Cũng có lý, bà không phải kiểu người khoe khoang hay nói nhiều. Tôi cũng thấy bà vậy. Thế tức là bà trả tất cả tiền mở hội à? Thực ra thì bà không cần phải làm vậy, nhưng mà tôi chỉ nói riêng với cậu thôi nha. Nếu không nhờ bà thì làng này thành làng hoang từ lâu rồi. Nếu làng nhờ bà ra công, nếu ai cần tiền bà ra tay. Trông bà lạnh lùng nhưng mà thật ra rất quan tâm đến người khác. Mình biết là bà có nhiều tiền, nhưng không phải nhiều kiểu đó. Đấy là lý do dân làng đều đối đãi với bà và gia tộc. Đây trọng vọng. Đó là một phần. Và tất nhiên còn cả kính trọng nữa. Dù gì bà có vai trò rất quan trọng đối với cái làng này. Việc đó có làm cậu thấy băn khoăn không? À, cũng một chút. À, và cậu có nghe rằng ngày giờ tổ chức hội làng đổi một chút rồi không? Không, thật sự cháu còn chẳng biết là hội làng này về cái gì nữa. Kết quả tìm kiếm không có gì. Thật ra thì cái hội cũng chẳng nổi tiếng lắm, mọi người ngoài làng thì không tham gia. À, cháu hiểu rồi.
Cả ngày nay tôi bận bịu mới xong việc nên là nghỉ chân ở cửa hàng đây. Cậu Ly này, cậu có khi nào định sống ở quê không? Như thế, bây giờ đây, nhiều việc để làm quá, mà thanh niên đi khỏi làng hết cả, nên là thiếu người lắm. Cái câu hỏi trời ơi thế. Nghĩ gì nói đấy thì hơi thô thiển nhỉ? Ừ, vâng, cháu cũng chưa nghĩ về cái đó. Mình có muốn là sống ở một cái làng mà có tinh linh không ạ? Nhưng mà bây giờ thì mình nhỡ chấp nhận làng buộc với tinh linh rồi, thì bây giờ mình mà bảo là mình về Seoul thì có khi ông trưởng làng lại ông lại bị gặp phải cái vấn đề đấy. Các bạn nhớ tập trước không? Một cái chết rất là kinh khủng. Mình thì không muốn cái ông trưởng làng này chết như thế, cho nên là thôi cứ đành mà nói dối một tí. Có lẽ nếu đủ điều kiện. Điều kiện nào cơ? Chà, cái nọ cái kia. Chúng tôi đang chuẩn bị cho đề án quốc gia. Rốt cuộc thì kiếm đủ người vẫn là vấn đề lớn nhất, mà chắc là sẽ xong sớm thôi. Thế là tin tốt là chú. Phức tạp lắm. Mà dù gì, đúng lúc đó một chiếc xe van đi về phía cửa hàng tạp hóa. À, bọn họ đi rồi. Tôi có việc lên trên thị trấn. Cậu Ly có việc gì trên thị trấn không? Ngay bây giờ á? Cậu mà có việc thì đi nhờ tôi luôn. À, không 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 cần đâu ạ. Cháu loanh quanh ở đây một lúc rồi về nhà thôi. Cháu chỉ qua kiểm tra điện thoại thôi mà. Ồ, ok. Thế thì tôi đi đây. Ồ đúng rồi, ngày mai ở sân làng chúng tôi sẽ tổ chức lễ mừng tiến tế. Có nhất thiết phải phải lừa đấy không? 2 lần rồi đấy. Cậu phải đến đó nhá. Không ép đâu. Vâng, không ép đâu. Nhưng mình nhìn mặt thế này. Đây, các bạn nhìn kỹ khuôn mặt này vào. Đây là khuôn mặt của người bảo là sẽ không ép đâu các bạn này. Tôi đi đây. Chiếc xe van đón thêm khách rồi khuất dạng cuối con đường quê bụi mù mịt. Tôi cứ luôn phải gặp phải chú trưởng làng. Cứ lúc nào mình cần nhất thì gặp được chú ta. Nhưng mà có phải vì đang hè không? Ngày dài quá. Trời nóng nữa. Tốt nhất là nên về nhà. Ơ kìa, mình đã ngay từ đầu mình đã chọn ra cái lịch là hôm nay phải đi gặp cô gái rồi mà. Thế sao cuối cùng loanh quanh đi về nhà này? Ơ kìa. Game này lừa đấy các bạn nhỉ. Phải là trưởng à? Tôi đang ngồi trong phòng khách sau khi tắm, để giúp việc bước vào phòng dọn dẹp. Ồ, gì đến đây lúc nào thế? Một sự im lặng. Thế là không có phản ứng. Mặt gì ấy xa sầm lại kìa. Cứ để vậy đi. Ồ, con cái nữa. Sóng điện thoại của tôi trong nhà yếu quá. Gì ngó qua hộ được không? Được rồi. Cậu nói là không dùng được điện thoại ở đây đúng không? Để tôi tìm cách xử lý. Nhận sóng yếu quá. Tôi còn chẳng liên lạc được với bạn bè hay gì hết. Ồ, được rồi. Tôi hiểu mà. Cậu còn cần gì khác không? Mình có nên đòi hỏi một chút không? Không thôi, không cần. Mình không muốn làm phiền gì giúp việc. Lý này đối với mình đi hiện tại vẫn là một người khá là tốt. Mình chỉ không biết tại sao ha. Lý này chắc chắn là vẫn có một điều giấu, điều bí mật gì đấy. Khi mà là người duy nhất không có cái sợi dây buộc quanh cổ ấy. Thì là nếu như mà cái theo logic thông thường ấy các bạn, thì bởi vì gì là người ngoài làng, cho nên là sẽ không có cái đấy. Nhưng mà liệu là mọi việc nó chỉ dừng lại ở đây không? Hay là còn một cái ý nghĩa sâu xa nào khác? Mình cũng không biết nữa. Được rồi, thế thì hôm nay tôi xong việc rồi. Ồ, mà này, cô Ly, nếu có khi vâng, tối nay cậu đi ngủ khóa cửa phòng lại nhá. Đúng rồi. Buổi trước mình bị cái con tinh linh nó nhập xác, cho nên là qua phòng bếp phá tanh bành cái bếp các bạn ạ. Thôi, đừng để tâm. Tôi lỡ miệng thôi. Cậu quên đi nhá. Được rồi, tôi sẽ khóa cửa.
khi chị ấy lo lắng về việc sáng nay tôi nói và chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ôi giời, cười tươi thế. Cậu nghỉ ngơi đi. Lý giúp việc rảo chân quay lại bếp. Có lẽ là sáng nay mình đã gây chuyện gì đó. Ý là mình còn thấy lạ thì gì ấy cũng sẽ thấy lạ. Ok. Anh chà chà chà. Tôi lên phòng và nằm lên giường suy ngẫm. Ok, 4 ngày, chỉ 4 ngày nữa thôi. Mọi thứ đều ổn, miễn là mình không đi khỏi làng này. Như thế, chắc tinh linh đó sẽ không giết mình chứ. Chỉ có vài chuyện lạ lùng thôi. Điện thoại tôi vẫn không có sóng. Tôi ngừng suy nghĩ và thấy buồn ngủ. Chúng ta có gặp tinh linh không? Không trốn tránh được rồi. Tôi vẫn còn đây, nhưng mà chẳng thấy gì cả. Tôi thấy lạnh hơn ngày hôm qua. Cơn giá lạnh thấu vào tận xương tủy. Ôi, người không còn thảng thốt nữa. Quen rồi bạn ạ. Đây ở trong mơ mà sao tôi lại buốt thế này. Lạnh như thể là sắp chết đến nơi ấy. Cơn hàn này chưa phải sát thân. Ừ, mình liền dính ở cơn hàn à. Đêm hôm qua ông làm gì với cơ thể tôi? Đống hổ lớn trong bếp là do ông, đúng không? Là cả hai ta. Ừ, thực ra nói thế cũng đúng. Cái hồn thì không phải của mình, nhưng mà thân xác thì là của mình các bạn. Ý ông là việc này sẽ không còn xảy ra trong tuần nữa. Sẽ xảy ra sự vụ ngoài hiện thế của người. Thời gian đó chẳng xa gì. Tự bản thân người không chứng, không cảm được sao? À, mấy cái sợi dây xích là cái gì vậy? Dây xích quanh cổ dân làng ấy. Chuyện gì tới nếu dây xiết lại? Người ta sẽ ngạt thở. Thực ra ngạt thở, mình không nghĩ nó chỉ dừng ở mức ngạt thở đâu. Nhưng mà nha, giờ người xuất ngôn được điều người chứng rồi đó. Thế tức là mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên cứ phải tiếp tục tuân lệnh ông. Nhưng mà thế thì lạ nhỉ. Không cần để tâm việc trong tâm cái khác. Số mạng người phụ thuộc vào điều này. Điều người làm hôm nay, nỗ lực lấy lòng là tựa sách. Lấy lòng? Mình chưa hiểu lấy lòng ai. Người không thể nào không thấu nghĩa của chữ này. Người sẽ thực hiện theo, tất nhiên là sẽ có hậu thưởng. Ờ đúng rồi. Nhà đúng rồi. Mình các bạn là comment là tập trước, tập số 4. Để chính là bạn ấy chơi là bạn tuyệt đối không nghe theo bất kỳ lời gì của tinh linh này. Và nói chung là có phát triển thêm mối quan hệ của cái cô gái ở trên xe buýt nữa, cho nên là đã bỏ trốn thành công với cô gái đấy nha. Rồi, nhưng mà tuy nhiên thì tạm thời đi để thế đã. Nhưng mà trong lần chơi đầu tiên này thì mình sẽ nghe hoàn toàn tuyệt đối 100% theo cái lời cái thằng tinh linh này gọi là, để xem chúng ta sẽ trở thành cái kết cục như nào. Ok nhá. Rồi, tôi hiểu rồi. Tốt. Chỉ với một lựa chọn, người khai mở vị lai mới, ta sẽ nhất nhất hoàn trả chúng. Vẫn thế. Chả biết có rõ hơn không. Ok, tiếp tục luôn nha. Hôm nay mình cũng đang khá là dài. Ngày 5 tháng 8. Rồi, còn 3 ngày nữa. Tôi nghe thấy tiếng nhạc giao hưởng quen thuộc. Tôi đã tỉnh hẳn nhưng mà người vẫn còn cứng đơ. Phù, giấc mơ kiểu gì vậy? Ủa, tôi rất mất tinh thần. Ủa, thế này hỏng rồi. Chắc là chúng ta càng ngày càng chấp nhận.
thỏa thuận là giao dịch với tinh linh thì tâm trí của Ly Kiều ngày càng bất ổn rồi nè. Nó thôi không sao, đã đâm lao là phải theo lao. Chắc tôi phải dùng nước bịt tai mất thôi. Sao gan bàn chân tôi đau thế nhỉ? Tôi đá chân ra và kiểm tra chân cẳng. Cái quái, ui da, đau thế. Chân tôi đầy những vết cắt và xước, và cả vết bùn đất bùi nhùi bẩn thỉu. Wow, quái như thế này nhỉ? Phủ, đau vơ lơ. Cảm giác như là cả đêm qua tôi chạy khắp nơi trong mơ vậy. Tinh linh đó nhập vào tôi rồi đi ba hay sao? Chà, cảm giác chán thật. Có khi đi tắm trước. Tôi cố kìm nén khó chịu bực mình và đi xuống cầu thang. Úi dồi ôi, bà lại chỉ bậy đi đây. Úi dồi, tôi nghe được giọng giận dữ của bà, nhưng mà không thể nghe rõ bà nói gì. Bà ơi, bà biết không? Hứ, tôi cứ tưởng là nghe tiếng bà từ phòng khách, nhưng không ở, không ở đó không có ai cả. Bà ơi. Lý giúp việc ngay thì tiếng tôi và đi vào phòng khách, trên tay cầm miếng lẻ lớn. Cậu Ly à? Ừ, sao vậy gì? Cậu ngủ khóa cửa chứ? Thơ gì ấy là hỏi? Thương gì hỏi vậy? Tôi có khóa, có chuyện xảy ra à? Phải không đó, cửa phòng cậu khóa đấy chứ. Thế thì có khi nào đêm qua cậu ra ngoài chơi không? Sao gì hỏi mấy câu này thế? Tôi mà chẳng nhớ, tôi bảo gì nó đang ngủ đi. Sao gì cứ hỏi thế? Khó chịu thật. Cậu Ly à, tôi đến đây từ sớm. Bà bảo tôi làm vài việc, nhưng tôi chẳng làm được xong việc nào cả. Cả tầng trông như bãi chiến trường vậy. Chuyện gì xảy ra thế? Mình thì cứ muốn nói thật với cái gì giúp việc này, nhưng mà Lý cứ không tin các bạn ạ. Hẳn là tinh linh làm đó. Thôi mình cứ đổ tội đi các bạn ạ. Từ lúc lên núi đến giờ tôi cứ thế này suốt. Trong mơ cứ cảm giác là tôi thấy khi ra khỏi làng, nhưng ông ta lại bảo tôi là không được đi đâu trong một tuần. Cậu Lý, chẳng phải lạ sao? Bà chưa bao giờ giận dữ với tôi cả, nhưng mà khi tôi mang chuyện ma quỷ ra thì bà nổi giận. Bà chủ chỉ lo lắng thôi, chỉ có thế thôi. À ừ, phải rồi. Nhưng từ lúc tôi đến chơi, có vẻ như bà còn chẳng buồn quan tâm. Bà bảo bà sẽ không đập nhạc ầm ầm sáng sớm, nhưng mà sáng nay tôi dậy vì nhạc to hết cỡ. Lần này tôi thậm chí còn biết cả tên bài nhạc nữa cơ. Full Elix. À từ từ, Full Elix. Thôi từ từ để mình tra thử cái bài này trên Google xem có. Các bạn đợi một chút. Ui có luôn các bạn ạ. Có Beethoven các bạn nhé. À ok ok. Nói ra bài nhạc này có thật các bạn ạ. Cậu Ly, cậu nói thật đấy à? Đừng bảo với mình bà ra ngoài từ sáng sớm nhé. Chỗ này là không bật nhạc nhé. Gì cơ? Điều tôi bảo với bà ấy à? Không, cái cậu vừa nói cơ. Nhạc thì sao? Thì tính bao che cho bà rồi bảo nhạc không to đến thế à? Đúng như mình dự đoán mà các bạn. Sáng sớm nay bà đã đi rồi, bà chưa hề bật nhạc lên. Lý nói cái gì vậy? Bà đi từ sáng sớm và chưa hề bật nhạc lên. Tôi hỏi gì câu nghiêm túc nhá. Tôi không biết nữa. Giờ tôi thấy không ổn. Dì giúp việc không còn bình tĩnh được nữa. Dì đang khóc nức nở và lo lắng. Tôi xin lỗi, nhưng mà dì trông rất căng thẳng. Tôi cẩn thận hỏi một câu nào. Gì vậy?
Ê, chà chà. Chúng ta nên hỏi câu nào đây? Câu hỏi trên thì mình đang hơi liên tưởng đến một cái chết được báo trước các bạn ạ. Cho mình sẽ hỏi câu dưới. Gì có còn nhớ lần trước tôi hỏi về hội lang không? Tôi nhớ. Nhưng mà như tôi đã nói trước đây, tôi không phải dân làng nên là không biết gì cả. Ừ nhỉ. Gì này, người ngoài làng mà quên béng mất. Thực ra thì cả hai câu hỏi này đều không phải là những câu hỏi mình mong muốn, bởi vì mình tự mình có câu trả lời luôn rồi. Đi làm trong làng nhưng mà không phải dân làng. Bà quyết chuyện ai làm dân làng và ai không làm dân làng nên tôi không được tham gia. Cái đẹp lại khoan rồi. Lại đến lời khoan rồi các bạn ơi. Để các bạn đợi chút nha, để mình thử chuyển chỗ đã. Ok. Rồi, ok, mình ra tạm đây. Tạm phòng phòng khác các bạn ạ. Bà quyết chuyện ai được nhập hội hay không chỉ vì bà là già làng sao? Sao các người cung cúc tận tụy với bà thế? Tôi biết là gì làm cho bà, nhưng mà bà kiểm soát mọi thứ à? Tôi không hiểu. Ai cũng có chuyện riêng, mà sao cậu quan tâm chuyện đó thế? Tôi phải cẩn trọng vì cậu là người gia tộc nhà bà. Không à, thôi đừng để tâm. Có vẻ là cậu đang hiểu lầm. Đây chỉ là chỗ người ta sống thôi. Dân thành phố có vẻ tưởng là dân quê ngây thơ và thân thiện. Cậu cứ tự tưởng tượng ra như thế. Mình không thể bảo là gì ấy nói không đúng. Tôi chỉ đang nghĩ đến video về làng quê xem trên mạng. Chỉ thế thôi. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Tất cả đều có nhân quả cả đó. Thế thì được rồi, đừng có bận tâm, tôi sẽ không nhắc tới nữa. Để giúp việc ra sức thay đổi chủ đề và bắt đầu câu chuyện mới. Cậu biết đêm nay là đêm tiền hội đúng không? Cậu sẽ được mời đó. Ly sao? Tất nhiên là không rồi. Ly không đi được, đúng không? Phải. Tôi thôi bỏ đi. Cậu nói không? Không. Tôi vẫn còn no. Để giúp việc sau khi nghe tôi trả lời quay lại làm việc tiếp mà không đáp lời. Sao có vẻ việc gì cũng hỏng thế nhỉ? Ừ. Tôi chẳng làm được cái gì hết. Tôi không được đi. Chỉ vì tôi không nghe lời con mã ất ơ nào đó. Mắt tôi đột nhiên mờ đi vào đau đầu. Tôi sắp sửa mất trí thật rồi. Tôi sẽ không mất trí thật nếu tôi chuyển khỏi đây nhỉ. Tôi về lại phòng mình và lên thẳng giường. Hiện giờ tôi chỉ làm được mỗi việc này thôi. Lại đi ngủ. Hay lên